Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review và các sản phẩm về điện máy. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn dòng TV của Samsung, dòng model 50 TU8500, một chiếc Smart TV 4K của 2020 của Samsung. Đối với dòng 50 inch TU8500 này, thiết kế của nó sẽ là thiết kế rất là đẹp của 2020. Với kích thước của nó là rơi vào khoảng, nếu mà các bạn có chân để bàn, kích thước của nó thì rơi vào 1m1 từ bên trái qua bên phải, và chiều cao của nó rơi vào 76 phân. Đấy là kích thước chiều khi bạn các bạn kê chân ở đây. Còn nếu các bạn không kê chân, nếu mà mình không kê chân thì con này thì kích thước của nó rơi vào chiều ngang thì vẫn là 1m1 thôi, chiều cao của nó không có chân thì nó sẽ là 65 phân, 65 cm. Đó, đây là một chiếc Smart TV 4K chạy hệ điều hành của Tizen OS 2020 của Samsung, ký hiệu 50 TU 8500. Đối với 50 TU8500 này sẽ thay thế cho chiếc 50 LU7400 của 2019. Đó. 50 TU8500. Thì đối với dòng TU8500 năm 2020 này, dòng Samsung sẽ chia ra làm các model như là 43 inch, 50 inch, 55 inch và 65 inch. Đó. Đây là dòng 50 inch. Và chiếc TV này chúng ta nhìn tổng quát của nó. Đây, các bạn có thể để ý thấy, mình quay một vòng qua cho các bạn xem. Đây là viền dưới cùng của chiếc TV, được bo tròn màu đen. Đó. Được bo tròn màu đen. Ở dưới có biểu tượng của Samsung. Ở các cạnh bên, từ cạnh bên trái và bên phải, cạnh bên trái và bên phải cũng như là cạnh trên cùng sẽ được thiết kế tràn viền rất là đẹp, rất là mỏng. Đây các bạn nhìn ở cái góc cạnh này, các bạn có thể thấy cái viền của nó là rất là mỏng đến đây thôi, tầm độ mấy ly thôi, và cái viền đen này là viền ở trên TV rất là mỏng như thế này so với cái viền dưới cùng của nó. Đây là viền dưới cùng, viền dưới cùng được bo tròn. Đây là viền dưới cùng được bo tròn, sát nó sẽ là viền ở bên cạnh bên rất là mỏng. Với thiết kế chân của năm 2020 và năm nay thì cũng không khác gì so với năm 2019 cả. Chân soạn sang hai bên hình chữ V, hình kim loại rất chi là chắc chắn. Ở đằng sau có một cái ngạnh này để giữ cho chiếc TV có thể đứng một cách chắc chắn nhất. Đấy là cái thiết kế của cái chân của chiếc TV này. Ở đằng sau chiếc TV này thì chúng ta vẫn có thể cảm nhận được nó là một thiết kế rất là vững chắc thôi. Đây mình quay đằng sau cho các bạn xem. Hơi khó quay. Đây ở góc độ này thì các bạn có thể nhìn thấy được ở đằng sau cạnh viền sẽ có một cái khe, nó là cái khe tản nhiệt của chiếc TV. Đằng sau sẽ có 4 cái nút, đó là nút treo của TV, 4 nút treo tường nếu các bạn muốn treo lên tường. Được. Ở đằng sau thì đây mình không nhìn thấy các cái cổng cắm của nó, nhưng mà vẫn sẽ dòng 50 TU8500 này sẽ trang bị cho các bạn đầy đủ các cổng, như là cổng HDMI có 3 cổng này, cổng USB 2 cổng này, cổng xuất âm thanh ra là cổng optical. Cổng optical của nó là audio out. Đó, một cổng cổng optical là cổng quang có một cổng, và có một cổng HDMI chuẩn ARC cho các bạn xuất tiếng ra từ TV. Là rất là có nhiều. Với độ phân giải 4K này thì các bạn có thể, ngoài chức năng cắm cổng thì các bạn có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi khác như là loa bằng kết nối chức năng Bluetooth nữa. Đó, rất chi là mượt. Thì nhìn bề ngoài như vậy thôi thì chúng ta thì xem là cái con 50LU7400 năm 2019 được thiết kế như thế nào nhé. Đây. Trước mắt mình là một chiếc 50LU7400 Smart TV 4K này. Cũng có công nghệ HDR10+ tìm kiếm giọng nói này,
chế độ màu sải màu sắc dynamic này. Đây là 50 inch. Thiết kế của con này thì 4 viền giống nhau, màu trắng này. 4 viền màu trắng được bo viền màu trắng. Đó. 4 viền được bo tròn giống nhau, không giống như 2020 được thiết kế tràn viền ba cạnh và cạnh dưới thì với bo tròn nó mỏng và đẹp hơn. Chân thì vẫn giữ nguyên chân hình chữ V sáng bóng. Năm 2019 thì là chân sáng, còn 2020 chân màu đen. Có một cái ngạnh ở đằng sau giống nhau. Đây là thiết kế của con 2019 thì có khác biệt so với năm 2020. Năm 20 thì thiết kế nó đẹp hơn. Đây là con thiết kế năm 2020 rất là đẹp cho các bạn. Những tính năng cơ bản trên chiếc TV này đó chính là có trang bị cho các bạn một cái giải màu dynamic resolution, là tăng cường cái màu sắc cho những thước phim hình ảnh cho các bạn được sắc nét hơn và những sống động hơn cho rất nhiều với các khung hình. Với chế độ đèn dual LED thì tăng cường cái độ sáng cho chiếc TV này. Bình thường chạy một đèn thôi, nhưng này sẽ là hai đèn. Từ dòng 8.000 năm trở lên sẽ có hai đèn, các cái dòng sau nó sẽ chỉ có một đèn thôi. Với công nghệ production 4K, đây production 4K, con chip xử lý 4K của chạy trên hệ điều hành của TizenOS này sẽ nâng cấp cho các bạn những cái thước phim từ chất lượng Full HD là HD cộng lên đến gần chuẩn 4K cho người dùng xem trải nghiệm những thước phim là sống động nhất. Ở đây là những thước phim mà bên Samsung họ đã chỉnh sửa cho các lên đến 4K rồi, nên mình xem rất là mượt và hình ảnh rất là sống động. Đó. Ở bên trong của chiếc TV này thì các bạn TV này chạy cái hệ điều hành của nó là hệ điều hành của Tizen và OS năm 2020. Ở đây mình vào xem là có cái gì thay đổi không nhá. Đây là cái hệ điều hành chính của con Samsung 50TU8000 năm. Hệ điều hành chính của con Samsung này được nhìn nó tương đối là khác biệt so với các cam khác. Nếu mà các bạn để ý thấy, nếu các bạn theo dõi nhiều thì các bạn sẽ thấy. Đây, mình ví dụ cho các bạn con đây là giao diện chính của TizenOS năm 2019. Giao diện có thiết kế của nó là màu trắng và các cái icon nổi màu trắng nổi lên. Nhưng sang đến năm 2020 ở đây thì nó đã được thiết kế bằng một cái dải màu đen ở đây, và những cái icon của nó hình vuông và xếp gọn gàng hơn và cho người dùng được sắp đặt những nhiều các ứng dụng hơn. Sau khi cài đặt xong chiếc TV này thì các bạn có thể có những cái ứng dụng như là lấy phim này, YouTube này, ứng dụng smarting này, trình duyệt web internet này. Đây là ứng dụng chính của chiếc TV này. Thì bên trong chiếc TV này các bạn thấy đấy. Đây mình thử xem là có anh kia. Thoát cái ứng dụng này ra nhé. Với chiếc TV Smart TV 4K của 2020 của Samsung được thiết kế rất chi là đẹp so với các năm 2019. Ở đây thì có chất lượng hình ảnh của nó 4K. 4K thì sẽ gấp 4 lần so với chất lượng Full HD. Nếu các bạn xem hình ảnh rất là chi là sắc nét. Con 50TU8000 năm này có trang bị cho các bạn cái công nghệ nâng cấp hình ảnh màu sắc, đó là công nghệ HDR10+. Đó, ngoài ra thì dynamic lúc nãy mình có nói rồi, giải màu tăng cường các cái giải màu cho như chất lượng hình ảnh tươi sáng hơn. Công nghệ dual LED thì đã có rồi. Ngoài ra thì khả năng hiển thị màu sắc và chi tiết hình ảnh nhờ công nghệ UHD Dreaming trang bị cho chiếc TV 50TU8000 năm. Ngoài ra thì với chiếc TV này thì các bạn có thể tải thêm được ứng dụng như chơi game, nghe nhạc, trình chiếu đó, trên chiếc TV này bằng cách là tải game về và có kết nối bằng những cái chiếc kết nối qua bàn phím và chuột để các bạn chơi game một cách mượt nhất. Đó, đấy là cái dòng TV này.
Ở đây thì về giá thành của chiếc TV 50TU 8500 này thì khi mới ra thì giá nó sẽ tương đối cao so với năm 2019. Đây. Đây là giá của con này thì nó rơi vào khoảng độ, nếu mà các bạn giá thì nó rơi vào độ 16 triệu mà có cả quà nữa. Thế là giá mới ra mắt năm 2020. Thế là đây. Các bạn với chiếc TV này thì các bạn có thể có thêm nhiều sự lựa chọn khác ở trong phần cài đặt. Đó là hệ điều hành của Tizen OS. Thì chiếc TV này trang bị cho bạn một chiếc điều khiển thông minh như thế này. Với chiếc điều khiển thông minh này thì các bạn có thể vào phần cài đặt và có chức năng là tìm kiếm giọng nói trên cái TV của Samsung này. Phần cài đặt tìm kiếm giọng nói này thì nó hiện tại thì vẫn là các bạn vẫn phải vào phần YouTube và tìm kiếm giọng nói trong YouTube thôi. Hy vọng là trong một vài tháng tới Samsung sẽ cập nhật thêm cái tính năng trợ lý ảo nữa của Google để các bạn có thể tìm kiếm giọng nói ngay từ ngoài, không cần phải vào YouTube mà ngay từ trình duyệt này các bạn bấm tìm kiếm giọng nói có thể tìm được luôn. Đây. Năm nay có tích hợp Google Assistant bằng tiếng Việt và trợ lý ảo Big Buy, nhưng mà hiện tại thì đang chưa cập nhật lên phiên bản mới nhất của 2020 và tháng 3 năm nay. Chắc là tháng 4 hoặc tháng 5 này thì năm 2020 thì Samsung sẽ tích hợp lên thôi. Đó. Chiếc loa, chiếc TV này thì kết nối đầy đủ cho các bạn qua các cái ứng dụng như là kết nối với các thiết bị ngoại vi khác. Đây. Các bạn bật màn cài đặt. Ở đây phần đầu ra của TV các bạn kết nối đầy đủ với các thiết bị như là loa TV này, cổng quang học này. Cổng quang học để kết nối qua các cổng dây quang ra các thiết bị loa và âm ly, hoặc là kết nối qua Bluetooth qua các thiết bị loa có phát Bluetooth thì mình đều bắt được. Ngoài ra thì các bạn có thể cắm dây HDMI chuẩn ARC thì đều ra tiếng được. Đấy là một cái lợi thế rất lớn của chiếc TV Samsung. Dòng bình thường thôi các bạn có thể kết nối đầy đủ các chức năng Samsung năm 2020. Thì nếu các bạn có thắc mắc gì hay là có cần chia sẻ gì thêm về chiếc model 50TU8500 này, có thể để lại tin nhắn comment bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn những chi tiết nhất. Hy vọng các bạn theo dõi clip của mình thường xuyên hơn bằng cách đăng ký kênh và ủng hộ những lượt like và lượt chia sẻ cho video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.